Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nghỉ Tết, bạn có xu hướng cảm thấy mệt mỏi do uống nhiều rượu bia, nước ngọt hoặc ăn quá nhiều bánh cạo, thức ăn có chứa nhiều dầu mỡ. Bạn vừa có nguy cơ tăng cân, lại vừa mất cả cảm hứng đi làm. Hãy thử các bí quyết đơn giản sau đây để cân bằng sức khỏe sau Tết. Thông tin được đăng tải trên trang hellobacsi com uống nước thường xuyên ngày tết với những cuộc vui chơi nhậu nhẹt làm bạn mệt mỏi gây nên tình trạng mất nước bởi chất cồn trong bia rượu gây ra do đó cách đơn giản nhất để cân bằng lại sức khỏe là uống nhiều nước nhằm giúp bạn lấy lại sức sống để bắt đầu tuần đi làm đầu tiên của năm mới hãy tranh thủ đi chợ hay siêu thị mua thêm trái cây chất đầy tủ lạnh để làm nước ép đây cũng là một cách bổ sung nước đồng thời cung cấp thêm vitamin và khoáng chất cho cơ thể chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng. Việc bỏ bữa sáng là nguyên nhân gây nên tình trạng nhức đầu, buồn nôn, tâm trạng thay đổi thất thường. Khi bạn đã quá ngán với bánh trưng, bánh tét trong dịp Tết, gợi ý bữa sáng bổ dưỡng đảm bảo cho bạn đủ năng lượng để hoạt động cả ngày như salad tươi, sữa đậu nành, cháo tôm. Đây chính là những món ăn vừa bổ dưỡng lại vừa ngon miệng khiến bạn hứng thú với bữa sáng hơn. Ăn nhiều rau xanh và trái cây, các món ăn ngày Tết thường nhiều calo khiến bạn có nguy cơ tăng cân. Đã đến lúc bạn lấy lại vóc dáng sau tuần nghỉ lễ ăn uống thả ga, bạn nên bổ sung rau xanh và trái cây là những thực phẩm giàu vitamin và chất xơ, đóng vai trò tích cực hỗ trợ cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt như rau muống, cà chua, cam, bưởi. Các loại rau củ quả này sẽ giúp bạn tránh đầy bụng, kiểm soát cân nặng, tốt cho tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. trở lại lịch tập thể dục bình thường. Tết là dịp làm bạn dễ bị đảo lộn lịch trình sinh hoạt của bản thân. Nhiều khi sự bận bịu làm bạn quên đi thói quen vận động hàng ngày. Bạn có thể đi dạo, chạy bộ trong công viên, đi bơi, tập yoga để lấy lại thể lực, trở lại công việc với tinh thần sảng khoái nhất. Hãy thực hành các kỹ thuật thư giãn tích cực như hít thở sâu, tập yoga, thiền để tránh căng thẳng thay vì ngồi trước TV hoặc lướt net một cách thụ động bạn có thể áp dụng động tác đơn giản sau để hỗ trợ hệ tiêu hóa sau Tết. Tam giác xoạc rộng. Hai bàn chân tách rộng 1 m đến 1 m 2. Mở mũi chân phải góc 90 độ. Hít vào hai tay ra ngang. Thở ra vươn dài tay sang bên phải. Thả rơi tay phải. Mắt nhìn theo tay trái lên trên. Chú ý cố định phần hông xuống chân. Giữ thế năm hơi hít thở. Hít vào, nâng người lên. Hai tay ngang vai. Thở, hạ tay xuống đổi sang bên trái, thực hiện tư thế này 5 lần. Tư thế này giúp kích thích và cải thiện hệ tiêu hóa khi chúng ta tập đều đặn thường xuyên. Lên giường ngủ đúng theo giờ giấc. Sau Tết bạn có thể bị xáo trộn giờ ngủ do những bữa tiệc tùng và ăn chơi thoải mái. Việc trở lại thói quen ngủ đúng giờ giúp bạn hạn chế các vấn đề về sức khỏe. Ngủ đủ giấc sẽ là liều thuốc loại bỏ mệt mỏi và căng thẳng, giảm quá trình lão hóa da. Nhờ đó bạn sẽ có một tinh thần thoải mái và tràn đầy năng lượng để bắt đầu ngày mới. Hít thở sâu khi gặp căng thẳng. Bạn cảm thấy căng thẳng trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ, hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại và hít thở sâu. Việc này sẽ cung cấp cho cơ thể lượng lớn oxy, mở rộng phổi và điều hòa tuần hoàn máu làm giảm căng thẳng, giải độc tố ra khỏi cơ thể. Để tránh gây áp lực cho bản thân, hãy xem ngày đầu tiên như là khúc dạo đầu, thư giãn và đừng làm những việc quan trọng vào thời điểm này nhé. Rất có thể công suất làm việc sẽ không như ý vì bạn vẫn còn lưu luyến cảm giác lười biếng của kỳ nghỉ Tết. Lên kế hoạch cho công việc đầu năm, để thích ứng được với công việc một cách nhanh chóng, bạn nên có kế hoạch cụ thể bằng cách kiểm tra lại những công việc đang tồn động trước Tết. Hãy thu xếp thứ tự giải quyết theo mức độ quan trọng, chuẩn bị cho các công việc tiếp theo và giải quyết dần từng đầu việc. Đừng quên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, thư giãn xen kẽ những lúc căng thẳng hoặc mệt mỏi. Bạn nên tìm cách cân bằng sức khỏe sau Tết ngay từ tuần thứ hai của kỳ nghỉ lễ. Như thế thì bạn sẽ bắt nhịp vào công việc đầu năm nhanh hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tham khảo những bí kíp để không bị tăng cân sau Tết. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.